Cây độc không trái, người độc không con. Đúng là cái loại đàn bà độc ác, nên trời Phật mới không cho nó nổi một mụn con đấy con ạ. Mẹ, mẹ. Lùng chi à. Ôi, sáng nay mới hiểu gì với cô giáo đúng không hả? Đâu, tôi có nói gì đâu. Lại còn cãi à? Mày mách cái vụ bố mày lấy vở bài tập của mày đúng không? Lẹo. Không, hôm nay á, bọn tao phải cho mày nhìn đòn. Cái tội bích lẻo á, cho mày biết đi ảo lên đội á. Mẹ mày có đến đây á, thì cũng không cứu mày đâu. Mà nó làm đéo gì có mẹ mà sợ. Chơi đi. Ừ nhờ. Tất cả làm gì có mẹ. Mày chạy yêu ấy. Hôm nay á, bọn tao phải cho mày nhìn đòn. Đây đấy. Này đây. Mấy đứa làm gì đây hả? Mà là ai đấy? Sao lại xem một chuyện vào tôi? Cô là mẹ của Hoàng Phương. Mấy đứa đừng có động vào nó nhá. Cô không để yên đâu. Bà là mẹ nó thật á? Không là mẹ thì chui từ lỗ đất ra. Từ giờ mấy đứa mà bắt nạt nó nhá là cô không để yên đâu nhá. Để cả mẹ nhá. Bà tránh ra, bọn này để xử thằng này á. Ôi. Cô đứng dậy đi. Sao tự nhiên cô lại quan tâm tôi như thế ạ? Con có làm sao không? Nó có đánh được con không? Bố con đi vắng suốt cả ngày. Mẹ không lo cho con thì ai lo cho con nữa? Thôi, để tôi đưa cô về. Mẹ cảm ơn con. Ngon. Ui, sướng nhở. Mẹ tự nhiên được quả vớ vẩn này. Đúng là người nhà giàu có khác mẹ. Mà này, bà kia có phải mẹ đẻ thân của Thường Phương nhở? Sao lại bỏ tiền ra thuê mình bắt nạt nó? Ui, mẹ thật chết lâu rồi. Mà quan tâm làm gì? Bây giờ mình có tiền rồi. Tối nay đi bà đi. Mẹ ơi. Ơi. Con đi làm đây. Không ăn sáng hả con? Thôi có muộn rồi. Lát con lên công ty ăn sau cũng được mà. Thế con cầm hộp cơm để mang đi ăn trưa nhá. Vâng. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá. Anh mà bỏ bữa là không được đâu đấy. Mẹ, con cũng lớn rồi. Có phải là cái thằng trẻ con mà ngày xưa hay bị bạn bè bắt nạt ở đâu. Mẹ cứ yên tâm đi nhá. Bố con mất lâu rồi. Giờ mẹ chỉ có mình con thôi đấy. Con làm thế nào thì làm. Mẹ, con biết là từ trước đến giờ mẹ coi con như con ruột của mình. Mẹ yên tâm đi, con sẽ báo hiếu mẹ mà. Con thương mẹ lắm. À mẹ ơi. Ừ? Tối nay con định dắt Trang về ăn cơm cùng gia đình mình, rồi trình diện cho mẹ luôn. Thế hai đứa quyết định rồi à? Sao nhanh thế? Mà chả báo gì cho mẹ biết trước cả, để mẹ chuẩn bị. Mẹ không cần chuẩn bị một cái gì cả. Mẹ chỉ cần ở nhà đợi con, rước con dâu về ra mắt cho mẹ nhá. Được không mẹ? Thì tối con cứ dẫn về đây. Vâng. Vậy thì tối nay bọn con về sớm. Thôi, chắc là bây giờ con phải đi làm rồi. Ừ. Con đi làm đây. Con đi nhá. Vâng. Chào mẹ. Cái chuyện mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Chục năm nay nín nhịn đóng vai mẹ hiền của nó cũng chỉ vì cái tên trong sổ hộ khẩu. Giờ thêm một đứa con gái lạ hoắc hơ ở đâu về. Muốn tranh giành tài sản với mình á? Không dễ thế đâu.
Nghe nói bố mẹ cô ở quê đều làm ruộng, nhà đông anh chị em lắm. Dạ vâng ạ, nhà cháu có 5 anh chị em ạ. Chắc cô cũng biết tôi không phải là người đẻ ra thằng Phương. Giờ tôi là người thân duy nhất của nó. Vâng, chuyện này anh Phương cũng kể với cháu rồi ạ. Cái loại con gái quê tham vọng như cô tôi gặp nhiều rồi. Kể cả cô có về làm dâu nhà này ấy, thì cô cũng đừng hòng mê hoặc thằng Phương. Vẫn còn tôi lù lù ở đây, cô hiểu chưa? Hình như bác đang hiểu sai ý cháu rồi hay sao ạ? Ý cháu không phải thế ạ. Mẹ chồng đang bảo ban con dâu cái gì đấy ạ? Mẹ mà làm cho cô ấy sợ chạy mất nhá, là con bắt đền mẹ đấy. À không có gì đâu con, mẹ đang bảo cái Trang mấy cái việc bếp núc đó mà con. Mà gớm, cái con bé này trông thế nhưng mà khéo léo đảm đang phết đấy con ạ. Như thế này thì mẹ yên tâm rồi. Đấy, mẹ chồng và con dâu mà cứ thân nhau thế này chắc có khi còn lại ra rìa sớm chứ. À thôi, mọi người đói chưa? Để con ra dọn cơm rồi cả nhà mình cùng ăn. Ừ, mẹ nấu xong rồi, bây giờ chờ mỗi con ra thôi, con dọn cơm đi. Con nhá. Ra dọn cơm nhá. Ừ. Nào, chị đến hai đứa về rồi đấy à? Mẹ ạ. Ngồi xuống đây. Vâng. Này thì mẹ hỏi hôm nay bác sĩ bảo thế nào? Mẹ ơi, bác sĩ nói sức khỏe của hai vợ chồng con vẫn bình thường, không có vấn đề gì đâu ạ. Không sao con ạ, con cái là lộc trời cho, rồi khắc sẽ có, miễn làm sao hai đứa yêu thương nhau, chăm sóc nhau là được rồi. Thì mẹ không sức ruột con cháu bé ạ? Có sốt ruột chứ, tuổi già ai cũng mong có cháu bế bồng. Nhưng mà mẹ sốt ruột làm sao bằng hai đứa được. Và lại mẹ là phụ nữ, mẹ cũng hiểu. Mẹ không muốn tạo áp lực cho cái Trang đâu con. À, mà hôm nay ý, sáng mẹ đi chợ mua nhiều đồ tầm bổ cho con lắm. Lát nữa con thích ăn gì bảo mẹ nấu cho nhá. Ngày nào mẹ cũng nấu cháo với hầm gà cho con. Mẹ thấy không, con béo trắng mất rồi đây này. Đấy, em thấy chưa? Được mẹ chồng tâm lý chiều chuộng thế nhá, là nhất em đấy. Mẹ ạ, mẹ cứ thế này nhá, người ngoài người ta nhìn vào đã tưởng Trang là con ruột của mẹ chứ phải là con đâu. Bố nhà anh, con nào mà mẹ chả thương. Mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ ạ. Sao hôm nay lại xin lỗi mẹ thế? Bởi vì trước lúc lời anh Phương, con cứ nghĩ mẹ khắt khe với con vì nhà con ở quê, lại còn nghèo nữa. Nên là... Không sao con ạ, mẹ cũng phải xin lỗi con. Chỉ vì mẹ lo cho thằng Phương thôi. Con đừng giận mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Thôi hai đứa vào tắm rửa đi, xong rồi ra ăn cơm nhé. Dạ vâng. Vậy hai vợ chồng con vào trong trước nhé mình nhé. Ở đấy mà đòi mong có thai còn lâu nhá. Có bà ở đây thì còn lâu chúng mày có con. Chả có cớ gì hai vợ chồng khỏe mạnh bình thường mà 2 năm trời không dính bầu lấy một lần. Mà bà mẹ chồng mày cũng lạ thật, trước khinh mày nhà quê ghét mày như thế, mà giờ tự dưng quay ngoắt 180 độ, chăm mày như chăm gà không nguyện ý, cho ăn bao nhiêu thứ bổ béo. Trước nghe mày kể vụ về ra mắt, tao đã thấy bà ấy không đơn giản rồi. Này, tao thấy nghi ngờ lắm, giác quan thứ 6 của tao không sai đâu. Trên đời làm gì có ai ác như thế cơ chứ. Thôi Trang, đừng suy nghĩ lung tinh nữa.
chắc là chưa đến lúc thôi. Alo bà. Ngày bác cữ thuốc tránh thai, tôi cứ bỏ vào cháo với cả gà hầm. Con nhà quê rốt nát ngu si có biết gì đâu. Ăn cho lắm vào giờ béo múp ra trắng nõn nà. Lúc mùa mới có thai được bà. Sau này nửa cái gia tài về tay tôi không bao giờ quên ơn bà đâu. Thế nhá. Thế nhá. Trang ơi, Trang, mẹ để cháo ngoài bàn tí nữa ra ăn con nhá. Mẹ đọc sách à? Ừ con. Cháo đâu ngon đấy hả mẹ? Rồi ôi, không có phần của anh đâu. Tôi nấu cho vợ anh ăn đấy. Ở đây con không có phần á? Trong kia đầy thức ăn kia kìa. Đang đói. Trang ơi, ăn cháo này. Ăn đi, cháo mẹ nấu. Ăn cháo đi, mẹ vừa nấu cho con đấy. Anh nghĩ ăn được, đói quá. Thương quá, con cảm ơn mẹ nhá. Ừ, ăn đi con. Ngon không? Em sao đấy? Em đau bụng quá, không biết tại sao nữa. Đau bụng quá. Mẹ ơi, nhà mình còn dầu để bôi không? Không, đưa em đi bệnh viện nhanh lên. Em đau bụng quá. Ôi trời, tình hình này đưa Trang đi bệnh viện đấy mẹ ạ. Ừ. Mẹ gọi giúp con cái taxi. Ừ, ok. Để con đưa Trang vào phòng thay quần áo đã. Đi. Hình như là em bị dị ứng với thành phần ở trong cháo của mẹ. Anh mang đi xét nghiệm luôn nhá. Đi thôi. Được rồi, vào thay quần áo đã. Nào. Mẹ, tại sao trong cháu mẹ làm cho con lại có thuốc tránh thai ạ? Chuyện này là thế nào hả mẹ? Làm sao mà mẹ biết được? Mẹ cũng mong có cháu chứ. Chả nhẽ con nghĩ mẹ làm ra chuyện này à? Nhìn kết quả xét nghiệm rõ ràng là cho thấy trong thức ăn của Trang có thuốc tránh thai. Nhưng tại sao lại như thế được? Mẹ, con nghĩ là mẹ nên nói thật đi ạ. Con đã làm gì sai mà để mẹ phải hại con như thế ạ? Cô đừng có nói linh tinh nhá. Đúng là ăn cháo đá bát. Tôi chiều chuộng chăm lo cho cô như thế nào để bây giờ cô ngậm máu phun người như thế hả? Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh đi ạ. Mẹ nghĩ là rồi, chỉ có nó thôi. Nó không đẻ được, nó sợ mọi người trách nên cố tình vu oan cho mẹ. Kìa mẹ, Trang không phải là người như thế đâu mẹ ạ. Phương, mẹ nuôi con bao nhiêu năm, chả nhẽ con tin nó hơn tin mẹ à? Các cụ có câu, cây độc không trái, người độc không con. Đúng là cái loại đàn bà độc ác, nên trời Phật mới không cho nó nổi một mụn con đấy con ạ. Mẹ, mẹ, người đang làm trời đang nhìn đấy ạ. Chẳng phải là mẹ cũng không có nổi lên một đứa con hay sao ạ? Mày! Trang!
Sao em lại ăn nói quá gắt với mẹ thế? Hả? Để... con đã nhận ra được bộ mặt thật của nó chưa? Trời ơi là rồi. Đúng là cái loại đàn bà độc ác, đồ thất đức. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không chấp nhận có lại con dâu như cô. Kiểu mẹ. Thế à? Thế mẹ cho con hỏi, thứ mà mẹ cho vào đồ ăn của con là cái gì vậy ạ? Cái gia tài về tay tôi cũng bao giờ quên ơn bà đâu. Thế nhá. Sao mẹ lại làm thế hả mẹ? Mẹ... mẹ không biết gì hết. Đều đặn 3 lần một ngày cho vào đồ ăn của con thì con sẽ không thể có thai. Anh Phương cũng sẽ không có con để nối dõi. Tài sản của gia đình này nghiễm nhiên mẹ sẽ được một nửa, mà không có ai tranh chấp được với mẹ. Mẹ, con nói như thế đã đúng ý mẹ chưa? Mày! Mẹ! Hóa ra từ trước đến giờ mẹ đối xử tốt với tôi cũng là vì tài sản à? Bây giờ còn hãm hại cả vợ của tôi để thỏa mãn lòng tham của mẹ à? Sao? Sao mày lại ác thế? Sao mày lại ác thế? Phương ơi, mẹ xin con, con tha lỗi cho mẹ. Con hãy nể tình mẹ nuôi nấng chăm sóc con bao nhiêu năm nay. Con bỏ qua cho mẹ nhé. Mẹ à, mẹ nào đâu có yêu thương tôi. Mẹ chỉ yêu tài sản của tôi thôi. Từ giờ trở đi, tôi với mẹ không có gì liên quan đến nhau nữa.